Xin chào các bạn nông dân. Hôm nay mình làm kênh YouTube này, mình muốn chia sẻ học hỏi kinh nghiệm với các bạn nông dân gần xa về lĩnh vực nông nghiệp, canh tác lúa, nghề trồng Thì lúa. Các bạn biết đó, tình hình biến đổi khí hậu như hiện nay, ngành trồng lúa của nông dân chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. Thời tiết thì mỗi năm mỗi khác, giá lúa thì bấp bênh. Để có những vụ lúa tốt hơn, mình muốn được học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm từ các bạn. Thì các bạn nông dân nào có cùng suy nghĩ với mình á, thì chúng ta hãy cùng nhau giao lưu với nhau, chia sẻ với nhau bằng những kinh nghiệm thật, việc thật trong cuộc sống, để những người nông dân như chúng ta có được cuộc sống ổn định hơn. Rất mong được các bạn ủng hộ. Sẵn đây mình cũng có một vấn đề về bệnh vàng lá trên cây lúa. Mình không biết là do tại gió hay là tại vi khuẩn. Mình muốn hỏi các bạn là ai có kinh nghiệm gì á, hay á thì hãy chỉ mình cách để giải quyết vấn đề này. Cách như phòng trị như thế nào? Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì đây là miếng ruộng của mình. Xạ được năm mươi mấy ngày rồi, 4 5 5 ngày rồi. Nó cũng khoảng 4 5 ngày nữa có chỗ, và đồng đồng cũng no hết trơn rồi. Thì cách đây là khoảng 3 4 ngày gì đó, gió bắc lạnh nó thổi về. Nó thổi về, nói chung không khí cũng lạnh lắm, cũng lạnh. Gió thổi cũng hơi mạnh nữa, rồi nó làm cho nó luống của mình nó bị đỏ như nè. Đó. Nó đỏ như nè. Mà la ga đều trơn vậy đó. Có miếng ruộng thì bị ít, có miếng ruộng thì bị nhiều. Để mình đi coi những miếng ruộng xung quanh ra nó như thế nào. Đó, các bạn thấy không? Miếng ruộng nào cũng có hết trơn. Nó bị đỏ, lá lúa xuống một khúc vậy đó. Miếng này cũng vậy nữa nè, nó bị có chòm, chỗ bị ít, chỗ bị nhiều. Cái này mình không biết nguyên nhân là tại sao nữa, không biết là tại gió hay là tại vi khuẩn nữa. Thì mình muốn hỏi các bạn coi có ai có biện pháp gì không, có cách gì hay không, chỉ cho mình là để sau này mình biết cách mình phòng ngừa nó. Vụ này chắc cũng đã muộn rồi, nhưng mà còn năm sau. Miếng nào cũng bị hết trơn các bạn ơi, miếng nào cũng bị đỏ đỏ lá xuống hết trơn các bạn ơi. Thì một lần nữa mình xin nhắc lại là như các bạn nào có cùng suy nghĩ, cùng ý tưởng với mình á, thì nhấn đăng ký kênh nha, rồi bình luận ở dưới để chúng ta có thể trao đổi, học hỏi với nhau để có một vụ lúa được tốt hơn. Xin chào các bạn.